xin chào các em đến với tiết âm nhạc lớp 6 hôm nay. Người ta nói âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh. Vậy âm thanh có mấy thuộc tính? Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong bài học hôm nay nhé. Chúng ta tiếp tục tiết 3. Có hai phần nội dung, đó là chúng ta sẽ học lý thuyết âm nhạc, các thuộc tính của âm thanh, các tính nhạc. Và phần thứ hai chúng ta sẽ đọc nhạc, bài đọc nhạc số 1. Rồi con mời cả lớp chúng ta lấy vở ra ghi bài nha. Phần thứ nhất chúng ta sẽ học lý thuyết âm nhạc về các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc. Bây giờ con mời cả lớp lắng nghe và mô tả âm thanh sau nhé. Nốt nhạc của các âm thanh như thế nào? Nốt thứ nhất thấp hơn nốt thứ hai, nốt thứ hai thấp hơn nốt thứ ba, và cứ như vậy từ thấp lên đến cao, đúng không? Thì cái độ cao thấp của âm thanh ta gọi đó là cao độ. Và hôm nay chúng ta biết được thuộc tính thứ nhất của âm thanh, đó chính là cao độ. Cao độ là độ cao thấp của âm thanh. Và bây giờ cô mời các em xem thêm cái ví dụ tiếp theo của cô nhé. Nốt đồ tròn này của cô phải mất một thời gian mới qua được nốt re, và nốt re cũng vậy, phải mất một thời gian mới qua được nốt mi. Nhưng khi ở đồ re mi bên đây thì các em thấy rằng là rất là nhanh ha, qua rất là nhanh. Vậy thì cái độ ngân dài ngắn này của mỗi đất nhạc ta gọi đó là trường độ. Trường độ là thuộc tính thứ hai của âm thanh. Trường độ là độ ngân dài ngắn của âm thanh. Các em. Và bây giờ chúng ta tiếp tục phần thứ ba nha. Nghe ha. Nghe và mô tả cái tiếng trống số 1 và số 2 cho con ạ. Cô mời một bạn nhận xét cho cô nè. Đúng rồi, cái âm thanh của tiếng trống thứ nhất nghe nó to hơn, đúng không? Mạnh hơn. Còn tiếng trống thứ hai sao các em? À đúng rồi, nghe nó nhẹ hơn, nó nhỏ hơn, đúng không? Rồi, vậy thì cái mạnh nhẹ đó ta gọi là cường độ của âm thanh ha. Thì các em nhận thấy là người ta diễn tả rất là rõ trên cái từ ngữ cường, có nghĩa là cái độ mạnh nhẹ của âm thanh ha. Rồi các em, mình được học thêm cái thuộc tính thứ ba, đó chính là cường độ. Vậy cường độ là gì? Một bạn đọc cho cô nghe nè. Đúng rồi, cường độ của âm thanh chính là độ mạnh nhẹ, to hay nhỏ của âm thanh đó ha. Rồi cô mời các em xem tiếp nha. Cô mời các em lắng nghe và cảm nhận âm thanh của các nhạc cụ và giọng hát nhé. Thank you.
có một âm thanh khác nhau, các em thấy không ha? Và cả giọng hát của chúng ta cũng vậy, có giọng hát của nam, giọng hát của nữ, và những cái màu sắc của mỗi nhạc cụ giọng hát như vậy thì ta gọi là âm sắc. Và thuộc tính thứ tư của âm thanh có tính nhạc đó là âm sắc. Chúng ta đã vừa tìm hiểu được âm thanh có bốn thuộc tính cơ bản. Rồi một bạn nhắc lại cho cô nè. Bốn thuộc tính cơ bản đó là gì? Đúng rồi, cao độ, trường độ, cường độ và âm sắc. Đúng rồi. Vậy thì như thế nào là cao độ? Rồi, cảm ơn bạn. Vậy như thế nào là trường độ? Đúng rồi. Rồi một bạn nhắc cho cô như thế nào là cường độ? Đúng rồi ha. Cái thứ tư nữa là âm sắc. Mời một bạn nói cho cô âm sắc như thế nào? Đúng rồi, cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ được tìm hiểu qua rồi, các em nhớ ghi bài nha. Hai la mã chúng ta sẽ tập đọc nhạc số 1. Rồi, ở đây chúng ta sẽ được tìm hiểu cao độ của âm thanh ha, cao độ, trường độ, cường độ và âm sắc. Rồi cô mời các em chúng ta sẽ tìm hiểu bài tập âm nhạc số 1 này nhé. Cô mời các em tìm hiểu và nhận xét bài tập âm nhạc số 1. Bài hát được viết ở nhịp mấy? Về trường độ gồm những hình nốt nào? Về cao độ gồm những nốt gì? Và ký hiệu được sử dụng trong bài là gì? Và bây giờ chúng ta xem các bạn mình đã trả lời đúng hay không nha. Ở đầu bản nhạc có ghi cho chúng ta thấy số 24, vậy chứng tỏ bài tập đọc nhạc số 1 được viết ở nhịp 24. Về trường độ thì người ta sử dụng hình nốt đen và hình nốt trắng. Hình nốt đen các em ha, hình nốt trắng. Và hình nốt trắng này cô nhắc luôn là thời gian của hình nốt trắng là gấp đôi hình nốt đen ha, là bằng 2 phát. Khi các em hát, các em nhớ sẽ ngân dài cái nốt trắng này ha, độ 2 phát. Về cao độ gồm có đồ, rê, mi, pha, son, la. Các em ha, đồ, rê, mi, pha, son, la. Và về ký hiệu người ta sử dụng dấu lặng đen. Và các bạn đã trả lời đúng ha. Cô mời cả lớp chúng ta cùng luyện gam đô trưởng. Các em nghe và hát lại nha. Đi lên và đi xuống nha các em. Chúng ta sẽ
Rồi bây giờ chúng ta sẽ luyện tập âm hưởng tiết tấu có trong bài đọc nhạc của mình nha các em. Và ở đây chúng ta có hai cách đọc ha. Cách đọc truyền thống của mình nè. Rồi bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các em cả hai cách đọc này luôn nha. Và lớp nghe và xem cô làm nha. Đen 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 lặng. Đen 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 lặng. Lặng là mình im lặng ha. Mình không gõ mà cũng không hát ha. Mình đọc theo thôi nhưng mà mình không có gõ ha. Rồi lại lần nữa nè. Đen 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 lặng. Đen 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 lặng. Rồi bây giờ cô quay cái mẫu mới luôn và chúng ta đọc là ta, mình không đọc đen mà mình đọc ta ha. Rồi. Ta 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 âm. Ta 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 âm. Lần nữa ha. Ta 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 âm. Ta 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 âm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập đọc từng câu nha các em. Rồi cô nhờ một bạn đọc tên nốt câu số 1 nè cho các bạn nghe nè. Rồi mời một bạn đọc tên nốt câu số 1. Rồi đúng rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vừa đọc cao độ ha, vừa thể hiện tiết tấu của câu này luôn nha. Rồi. Lần nữa nha cả lớp. Rồi bây giờ mời một bạn đọc tên nốt câu số 2. Rồi sau khi bạn đọc xong tên nốt câu số 2 thì các bạn có nhận xét gì về tiết tấu cao độ của câu 1 và câu 2 không? Rồi bạn nói đúng rồi ha. Tiết tấu thì giống nhau ha. Cả câu 1 và câu 2 đều giống nhau. Còn về cao độ thì chỉ khác nhau ở hai cái ô nhịp cuối cùng của từng câu ha. Ô nhịp cuối của câu 1 là nốt mi, còn ô nhịp cuối của câu 2 đó là nốt nốt đồ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc câu 2 luôn nè. Giờ chúng ta sẽ bây giờ có mặt ở lớp chúng ta cùng nhau đọc lại cả bài nha. Bây giờ chúng ta cả lớp mà sẽ cùng hát cả bài kết hợp với gõ phách nha. Thank you.
cùng nhau vận động cơ thể với bài hát tập đồng nhạc số 1 này nha. Số 1 sinh động hơn ha, hay hơn, vui hơn, đúng không các em? Và bây giờ cô mời các em qua cái phần củng cố bài học âm nhạc nha. Bây giờ cô nhờ một bạn nhắc lại cho cô là hôm nay mình đã học được âm thanh gồm có mấy thuộc tính. Đúng rồi, âm thanh có 4 thuộc tính ha. Rồi những thuộc tính đó là những thuộc tính nào nè? Đúng rồi, cao độ, trường độ, cường độ và âm sắc. Rồi một bạn nhắc cho cô cao độ là như thế nào, trường độ là như thế nào, cao cường độ là như thế nào và âm sắc là như thế nào. Rồi, vậy thì chúng ta đã nhớ được là hôm nay chúng ta học 4 thuộc tính của âm thanh ha. Bây giờ các bạn sẽ ghi dặn dò cho cô là các bạn đọc bài số 1 kết hợp với gõ phách hoặc là thực hiện vận động cơ thể cũng được ha, một trong hai nha các em. Và các em sẽ chép bài nhạc tập đọc nhạc số 1 và gọi cho cô. Và bài học đến đây là kết thúc. Cô xin chào cả lớp nha, chúc cả lớp được mạnh khỏe, bình an nè, chăm ngoan học giỏi nha. Cô xin chào cả lớp.